người sẽ thực hiện cú đá phạt là hoàn thành một cú dứt điểm thẳng. Đừng chị nghe, nguy hiểm quá. Khánh Bèo. Ok. Nam Cú Y. Đường chuyền dành cho anh Vũ Xê. Trời. Rất chống chạy. Dứt điểm kỹ thuật một lần nữa. Trời. Trời ơi. Văng mất cái kính của cầu thủ số 8 đội bạn luôn. Và đây sẽ là bàn thắng thứ hai của anh Vũ Xê trong trận thi đấu này. Anh tới dặn mấy anh em là đừng tấn công nữa. Nhưng các cầu thủ trong sân có vẻ là không nghe thấy rồi. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, mình đang ở một sân banh ở Túc, Bình Tân. Rồi đi một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nay anh em Lê Văn Minh trở lại đá giải tô nè anh em ơi, đá giải tô nè. Trời ơi, lâu quá anh em Lê Văn Minh mới trở lại. Đó, bầu tới đây, bầu tới đây, bầu tới đây. Hôm qua mới gặp bầu tới, hôm nay gặp nữa rồi. Ngày hôm qua. Này ghé Huy Hoàng mua bài. Hello anh tới. Trời ơi, lâu quá gặp tới. Gặp anh Huy. Nhà em kế bên mà trời. Mai đã giải. Đây mai đã giải, đang ngồi ở đây đang đi xin mấy cái điện thoại để mai quay. Xin đây ngoài đã, xin đây ngoài đã. Ok. Ô là là, hôm nay anh tới ghé Huy Hoàng Mobile mua điện thoại mới nè. Nhà mình thì cạnh cửa hàng 429 Quang Trung, nên anh Huy nhắn một cái là mình chạy ra cà phê liền liền luôn. Sau đó mấy anh em ngồi tám chuyện bóng đá phủi của Sài Gòn trong những năm qua. Rất là nhiều kỷ niệm luôn nha. Hy vọng là trong năm 2024, Lê Bảo Minh và Huy Hoàng Mobile sẽ xuất hiện nhiều ở những giải đấu phủi lớn lớn ở Việt Nam nha. Trước khi về thì anh Huy Savi tặng thêm cho anh tới một cục sạc dự phòng kỷ niệm 21 năm Huy Hoàng Mobile. Trời ơi, em cũng muốn một cái nữa anh Huy ơi. Trở lại trận đấu. Rồi, anh Huy gửi cho chiếc iPhone 15 Pro Max để quay trận này luôn nha anh em. Cảm ơn Huy Hoàng Mobile với chiếc 15 Pro Max quá đã này. Anh em được xem những thước phim với chiếc iPhone 15 Pro Max này nha. 4K 60 khung hình trên giây. Lê Bảo Minh combat combat combat. Nhưng mà giải này mình không được đá nha anh em. Chị đi theo quay mấy anh em cho mọi người cùng xem. Tại vì mình không có là nhân viên của Lê Bảo Minh mà giải này bắt là phải là nhân viên có bảo hiểm, có hợp đồng lao động, có bảo hiểm y tế, có bảo hiểm xã hội này nọ, nên mình không đạt những cái điều kiện đó nên không có đá được. Giải này cho liên kết tới 3 doanh nghiệp là BIDV, Sacombank Gò Vấp và Lê Minh. Rồi, cùng xem Lê Minh có những ai thế. Tấn Phát, Nguyễn Tam Tấn Phát, Quân Messi, Quẹ Quân, anh Đình Vũ, Nam Cui, Thành BIV, Tài ca, lâu quá gặp Tài ca. Hello Nhông Nhông, Long Tham No Si. Ờ, trời, có anh Hưng nữa nè. À, ngôi sao đang lên, Khánh Mèo. Khánh Mèo, nay có cơ hội tỏa sáng rồi. Mấy anh em như Đinh Thành, Kim Messi, Phi Củi, Kiên Hai Gia thì không được đá giải này. Tại năm nay ra điều lệ là cấm các cầu thủ từng tham gia giải hệ thống của VietFootball, giải VC, SBL, VBL đó. Nên ra mấy anh em không được đăng ký đá, nên mọi người sẽ không thấy mấy anh em ấy ở đây. Thôi, một cái dàn quân nội các của Lê Minh về là được rồi. Dạ, đây xung quanh đây cũng không có một cái siêu phủi hay một cái cầu nào của các cái giải đấu đó nên chất lượng chuyên môn thì cũng vừa thôi ha. Mình thì không được đá anh em biết rồi ha. Lâu quá Lê Minh mới được trở lại với một giải đấu thì hy vọng là sẽ tiến sâu. Thì U3 Football Lê Minh vượt một lần rồi, hy vọng là đã lấy một lần nữa lên được vậy nha. Ôi dự bị hả nhông? Trời, cốt cán dự bị hết trơn, nhìn dự bị luôn. Thanh Bèo đá trung vệ, anh Hưng, Nam Kobe, Thành trên cùng và Tài ca. Nam Kobe
truyền dài từ bên trái sang bên phải luôn. Và bây giờ là Đình Vũ. Bana 30k. Dứt điểm. Và vừa rồi là bàn thắng của Hoàng Thành. Kim luôn lấy 30k của thủ môn. 1-0, quá nhanh. Lúc này thì trọng tài cho dừng trận đấu vì hỏi vấn đề RT của đội Lê Bảo Minh FC. Té hả? Ủa, không mang vô hả? Té, à. Bị bắt mang RT mới được đá. Đã giải kiện tới mức này luôn á. Xé RT gắn vô kìa. Ok anh em. Mấy anh em chế RT nhanh quá. À, nào quý vị có mang sẵn mà. Anh em có hay tự chế RT từ giấy của thùng nước như thế này không? Anh em nào từng làm rồi thì thả vào đây cái comment cho mình biết với nha. Vũ Duy Khánh, Khánh Bèo. Thế bên kia không thấy giấy vậy này. Nam Kubi, cầu thủ số 7 với đôi chân rất là lắc léo. Chân trái nha anh em. Hoàng Thành. Và bây giờ là Tài Ca. Bóng được luân chuyển sang hành lang cánh phải. Trả về cho anh Vũ C. Nguyễn Minh Hưng, anh Hưng Việt. Thả đáy cho Tài Ca. Trả về tiếng 2. Trời. Bàn thắng thứ 2 của Hoàng Thành trong trận đấu này. Năm nay thì số 10 không còn là Đinh Thành Sai Ca mà là Hoàng Thành Ca Ca nha. Khánh Bèo. Một đường chuyền lên, bóng đi khá khó chịu. Phạm lỗi rồi. Người sẽ thực hiện cú đá phạt là Hoàng Thành. Một cú dứt điểm thẳng. 3-0 cho anh em Lê Bảo Minh FC. Dễ nhiên. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Tài Ca, một chạm gọn gàng. Nguyễn Minh Hưng. Nam Kubi, rất chống chải. Dứt điểm. Bóng đi cắt mặt khung thành. Thế trận nghiêng hẳn về các thủ áo trắng. Đội bạn không có dấu hiệu muốn dồn lên pressing. Bây giờ là Khánh Bèo. Thả đẩy cho Tài Ca. Trời ơi, chuyền hay sút vậy. Đánh đâu. Xít nữa là có bàn thắng thứ 4 cho Hoàng Thành. Anh Vũ C. Nam Kubi lúc này đã lui về rất sâu. Bức tư một chạm. Không thành công rồi. Nhưng vẫn còn Nguyễn Minh Hưng. Khánh Bèo. Thả đẩy cho Nam Kubi. Rất chống chải. Step over, dứt điểm, không qua được tay thủ môn. Ok Nam. Nam Kubi. Tài Ca. Minh Hưng đang di chuyển kia. Vẫn chưa có đường chuyền của Nam Kubi. Tài Ca, đổi viên 1-1. Lắc vào giữa. Rất chậm rãi. Một đường chuyền sang hành lang cánh phải rất thoáng. Anh Vũ C. Trở về tuyến 2. Bàn thắng của anh Nguyễn Minh Hưng. 4-0. Bàn thắng của Hưng. Ôi là là. Lúc này thì lão tướng số 19 Nguyễn Văn Bình đã vào sân. Đã vị trí trung vệ. Nam Kubi truyền lên cho Vũ C. Vũ C lúc này qua cánh trái rồi anh em ơi. Đường chuyền ngang. Nguy hiểm quá. Khánh Bèo. Ok. Bèo đã có bàn thắng. Trọng tài thổi hết hiệp 1 luôn. Rồi kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 5-0. Trận đấu quá nhẹ nhàng của mấy anh em đội mình. Đội bạn yếu quá. Hiệp 2 chắc còn thêm nữa. Đó. Đè lâu rồi, đè cổ rồi đó. Rách tài le luôn rồi. Tài le luôn rồi. Sắp. À, nhà anh có đôi này nè Bèo. Sai nhiều hơn. Ơi, giày này đỉnh nè. Dép chứ giày gì. Tí vô được đưa lại. Sức kỳ đó. Năm trái chừng nào nó vô. Đây. Ở nhà mình cũng có đôi này nè. Đã chẳng bóc luôn rồi. Nãy giờ tưởng là sỏi nhưng không phải. Cao su màu trắng. Màu trắng. Nhìn tưởng sỏi không? Sỏi đá. Rồi hiệp 2 bắt đầu. Ô Bèo lên tiền đạo luôn. Trong hiệp 2 thì thủ môn Nguyễn Thành Tấn, nickname thì... là Nhông Nhông, sẽ bắt gôn thay cho vị trí của anh Bùi Quốc Huy. Khánh Bèo thì lúc này lên đá tiền đạo rồi. Ây da, anh trọng tài đứng che mất cái góc quay rồi.
Khánh Bèo, mọi người hay. Trở về tiếng 2. Trời. Vừa rồi là bàn thắng của Quân Messi. Một cú đặt lòng rất gọn gàng vào góc xa của Thành. Quân Messi nhẹ nhàng. Một đường chuyền dài. Nguy hiểm quá. Trời. Xem tí báo rồi nhau nha. Anh Vũ C thả lên đáy biên cho Khánh Bèo. Bóng được đưa về đến tận trung vệ Nguyễn Văn Bình. Và bây giờ là Quân Messi. Một kèo trái rất ngoan nữa của Lê Minh FC. Nam Quy không có dấu hiệu vội vã tấn công và cũng không có dấu hiệu đội bạn muốn pressing tìm bàn thắng gỡ hòa từ các cầu thủ áo xanh. Ôi là Quân Messi lúc này vô giữa rồi. Anh Vũ C chọt khe cho Quân Messi, dứt điểm kỹ thuật. Ôi. Chưa có bàn thắng thứ 7 dành cho cao thủ Lê Minh FC. Đá hơi nhẹ. Nguyễn Minh Hưng. Quân Messi xin banh nè. Chuyền thẳng lên cho Khánh Bèo. Kiểm soát bóng tốt. Trở về tiếng 2. Lấy nổi. Nắm cú bi. Cú cửa lông kỹ thuật của Quân Messi. Vẫn còn hơi cao. Ném biên cho cao thủ Lê Quang Minh FC. Nắm cú bi. Đường chuyền dành cho anh Vũ C. Trời. Không biết thì bàn thắng này trọng tài sẽ ghi tên ai là người ghi bàn đây. Theo anh em thì ai là người ghi bàn trong tình huống này? Thả vào comment cho mình biết với nha. 7-0 rồi anh em ơi. Một trận đấu rất nhàn hạ của cao thủ Lê Bảo Minh. Khánh Bèo trả về cho Nguyễn Minh Hưng. Thả đáy cho Quân Messi. Rất chống chải. Dứt điểm kỹ thuật một lần nữa. Trời. Trời ơi. Văng mất cái kính của cầu thủ số 8 đội bạn luôn. Ây da. Không biết là có sao không nữa. Quân Messi qua xin lỗi đội bạn nè. Tấn công cho các thủ áo xanh. Không được rồi. Bana 30k. Và sâu kim và lên bóng rất nhanh của Quân Messi. 3-1. Thả đấy Khánh Bèo. Và đây là bàn thắng của trung vệ Nguyễn Văn Bình. 9-0 cho các thủ Lê Bảo Minh FC. Quân ơi. Quân. Bầu tới dặn các cầu thủ là thi đấu chậm lại, không cần tấn công nhiều nữa. Nhưng có vẻ là các cầu thủ đã không nghe thấy điều đó. Vũ C. Bàn thắng thứ 10 cho cầu thủ Lê Minh FC. 10 trái. Đường chuyền bóng hơi nhẹ của trung vệ Nguyễn Văn Bình. Cơ hội cho cầu thủ áo xanh. Thủ thành Nhông Nhông đã ra rất kịp thời. Nhông Nhông. Nam Kubi chọt khe cho anh Vũ C. Và đây sẽ là bàn thắng thứ 2 của anh Vũ C trong trận thi đấu này. 11 trái. Cú đặt lòng rất gọn gàng vào góc xa. Ủa dễ Bèo. Đám cưới, đám cưới. Bye bye. Khánh Bèo về trước đi ăn đám cưới. Tấn công cho cá thủ Việt Áo Băng. Đường chuyền suýt bị hoàn thành bắt bài. Vẫn còn. Thả về tiếng 2. Chích mũi. Ồ, hay quá. Như vậy là đội bạn đã có bàn thắng trong trận đấu này. Tỷ số là 11-1. Nam Kubi bước một gọn gàng. Nhã dữ quá. Đường chuyền dài sang hành lang cánh trái. Tiếp tục là anh Vũ C. Nam Kubi di chuyển rất nhanh. Dứt điểm. Bóng bay hơi cao rồi. Lê Bảo Minh FC Racing. Đội bạn buộc phải phá bóng lên. Anh Vũ C thả ngang cho Nguyễn Tam Tuấn Phát. Dứt điểm. Cú sút không mấy nguy hiểm, đi vào giữa khung thành. Nhưng vẫn có bàn thắng thứ 12 cho Lê Bảo Minh. Anh tới dặn mấy anh em là đừng tấn công nữa. Nhưng các cầu thủ trong sân có vẻ là không nghe thấy rồi. Nam Kubi rơi bóng giữa vòng vây hai cầu thủ áo xanh. Nguyễn Minh Hưng. Bóng được luân chuyển sang cho Nguyễn Tam Tấn Phát. Hoàn thành. Bàn bật như chỗ không người. Nam Kubi bật tường hay. Rất chống chải. Thả ngang sang cột 2. Trời ơi, trúng cột dọc nữa.
Pha dày còn đá trúng cục dọc được hay thiệt Phát ơi. 13-1 cho Lữ Minh. Giờ thì cùng xem pha bóng này, liệu có bàn thắng thứ hai dành cho cao thủ Việt Á Băng hay không. Một pha bóng rất khó hiểu của trung vệ Lê Bảo Minh FC. Cơ hội cho Việt Á Băng dứt điểm. Trời ơi. Trời ơi, coi ông tài ca ông cười kìa. Phạt chiêu Nguyễn Tam Tấn Phát và Quân Messi cũng về đăng cưới rồi anh em ơi. Hoàng Thanh tài ca Nam Kubi lên bóng tốc độ double step over dứt điểm kỹ thuật ngay xà ngang đường banh lăng khó chịu thiệt. Đừng có lùi nó, đừng có lùi vô. Bước lên, bước lên. Đường chuyền sửa lưng của ca thủ áo xanh. Thích chưa? Mấy trái giờ anh em. Và như vậy là Lê Minh FC có chiến thắng 13-1 trước Việt Á Băng trong lượt trận đầu tiên của giải Huba Cup năm nay. Chúc mừng đoàn quân của bầu tới. Rồi ok. Chơi tài. Trận này nhẹ nhàng quá ha. Tất cả những anh em trong đội đều có riêng cho mình một bàn thắng. Chỉ riêng Nhông Nhông là bỏ túi một bàn thua. Ok anh tới ơi. Ok. Mày cứ gái tốt đẹp. Hồi chiều tới sớm thấy mấy đội kia đá cũng ok lắm. Không hiểu sao đội bên nhánh này của Lê Minh gặp đội yếu quá. Hy vọng là mấy trận sau thú vị hơn. Anh em muốn xem nữa thì thả comment nha. Tại mình cũng không có tính là quay toàn bộ giải đâu, tính quay vài trận thôi. Nhưng mà nếu anh em muốn xem hết thì thả comment, mình có động lực mình làm. Vậy đi nha. Trận này là mấy anh em gốc Lê Minh là còn chưa đá đó. Rồi, như là anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, đăng chật clip trong đời cho tới. Mình làm phẩm đi, chào, gặp lại. Bye bye. À quên, cảm ơn chiếc iPhone 15 Pro Max của anh Huy Savi từ Huy Hoàng Mobile nha. Yeah. Anh em nào muốn mua điện thoại hoặc máy tính bảng hoặc đồ công nghệ có thể tới Huy Hoàng Mobile nha. Yeah.